Quý vị thân mến, sau khi Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo xác minh làm rõ hành vi côn đồ của nhóm đối tượng, phụ xe đe dọa, chấn áp tinh thần, tài xế, xe khách, mới đây Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thiên Hoàng Hải mới dám nói ra sự thật về nhóm đầu gấu đánh tài xế xe khách tuyến Thái Bình, Quảng Ninh rất manh động và liều lĩnh. Cụ thể, theo báo Công Thương đăng tải bài viết với tiêu đề, sau chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, công ty xe khách hé lộ thêm sự thật bất ngờ. Đưa thông tin liên quan đến phát ngôn của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thiên Hoàng Hải, doanh nghiệp chủ sở hữu thương hiệu xe khách Hoàng Hải, có trụ sở tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Theo đại diện Hoàng Hải, đơn vị đang tích cực phối hợp cung cấp thêm các tài liệu chứng cứ liên quan vụ việc nhiều tài xế lái xe của các hãng bị các đối tượng côn đồ trên cùng tuyến Thái Bình Quảng Ninh hành hung, đe dọa ném chất bẩn đến cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra xác minh. Vẫn theo vị này thì việc các lái xe của công ty bị khủng bố dằn mặt đã diễn ra nhiều lần trong 3-4 năm qua, chứ không phải gần đây mới xuất hiện. Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi từ khoảng gần cuối tháng 7 năm 2023, công ty đăng ký khai thác thêm 3 xe chạy tuyến mới từ Tiền Hải Thái Bình đến thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Trước đó, sau khi đe dọa, chèn ép các đối tượng côn đồ gọi điện cho lái xe khống chế. Chúng nói nếu dám báo cơ quan chức năng hay xui công ty làm đơn kiện cáo sẽ lấy mạng vợ con. Thế nên anh em lái xe giấu không báo lại để chúng tôi nắm được. Đến vừa rồi xảy ra vụ việc như vậy thì liên tiếp nhiều lái xe mới dám lên tiếng. Kể lại những lần bị dằn mặt ra sao, chúng tôi cũng ngồi ra soát tập hợp lại camera hành trình thì đúng là người của xe đầu gấu đã quá nhiều lần chèn ép đe dọa khủng bố tinh thần của anh em lái xe của công ty. Theo vị này, cả công ty và các lái xe đều đang rất tin tưởng hy vọng vào sự chỉ đạo, xử lý quyết liệt của thiếu tướng Đinh Văn nơi, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh nhằm chấn chỉnh dẹp bỏ nạn xe đầu gấu cạnh tranh theo kiểu côn đồ. Cụ thể Lãnh đạo công ty trách nhiệm mô hạn vận tải Thiên Hoàng Hải nói, ngay trong tối và đêm mùng 3 tháng 8, có 4 lái xe của công ty chúng tôi đã nhanh chóng đến cơ quan điều tra phía công an tỉnh Quảng Ninh để trình báo và kêu cứu. Chúng tôi cũng đã đang tập hợp thêm các đoạn clip hình ảnh cắt từ camera hành trình trên các xe từng xảy ra các tình huống, lái xe bị chèn ép, đánh đập tương tự để cung cấp đến cơ quan điều tra. Theo tôi được biết, hiện cơ quan công an đã tiến hành triệu tập làm việc đối với ít nhất 3 đối tượng có liên quan lãnh đạo công ty trách nhiệm mô hạn vận tải thiên hoàng hải cho biết thêm thực tế hiện tại cả ba tuyến xe mới tiền hải uông bí của chúng tôi đều nằm bến dừng hoạt động mấy ngày qua vì không có nhân lực có lái xe bây giờ sợ quá còn bỏ đi đâu đó không liên lạc được chúng tôi động viên nhau thiếu tướng đinh văn nơi sẽ chỉ đạo giải quyết đến cùng không ai phải sợ nếu làm đúng pháp luật như vậy có thể thấy là nhóm đối tượng này đã thực hiện rất nhiều lần dọa nạt đe dọa chấn áp tinh thần hoặc động tay động chân để các tài xế và nhà xe sợ hãi đó cũng là lý do nhiều lái xe xin nghỉ việc không lý do cũng có những thái độ tránh né và sợ hãi khi gặp phải nhóm có hành vi giang hồ bá đạo này chỉ sau vài tiếng đồng hồ những đối tượng cộng gán có mặt trong clip đã chính thức bị tạm giữ. Ngoài ra những kẻ này đã có lời khai đầu tiên gây sốc liên quan đến lý do hùng hổ chặn đường đe dọa ném mắm tôm chấn áp tinh thần tài xế xe khách hãng Thiên Hoàng Hải Thái Bình. Nhắc đến Thái Bình thời gian gần đây, người ta chỉ nhớ đến những nhân vật giang hồ sừng sỏ gây khiếp sợ đất quê lúa như Dương Nhụy cường dụ, sơn lông, tiến trắng. Xong tất cả chỉ là dĩ vãng khi tất cả những ông trùm xã hội đen này đều ăn cơm tù, mặc áo số, có kẻ phải trả án lên tới nửa đời người. Những tưởng sau những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh của cường dụ liên quan đến xe khách nội tỉnh Thái Bình đã được dẹp yên. Giờ đây, trên các hãng xe khách Thái Bình tiếp tục đối mặt với nỗi đe dọa khác mang tên Giang Hồ Ngoại tỉnh ở đất mỏ Quảng Ninh, một trong những tỉnh ít người muốn động chạm nhất. Mắm tôm dọa nạt, chặn đầu xe, lấy đá, chèn vào bánh là những thủ đoạn được nhóm đối tượng ở Quảng Ninh sử dụng để chấn áp tinh thần tài xế hãng xe Thiên Hoàng Hải Thái Bình. Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh về việc làm rõ nội dung đơn phản ánh của lái xe Bùi Hữu Tới sinh năm 1991, trú tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, bị một nhóm đối tượng chặn xe hành hung khi đang di chuyển trên đường. Công an thành phố Hạ Long phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh làm rõ sự việc. Được biết đây là đơn thư tố cáo của lái xe Bùi Hữu tới, sinh năm 1991, trú tại thôn Chỉ Bồ, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trước đó, ngày 19 tháng 7, camera hành trình trên xe khách của công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hoàng Hải ghi lại tài xế BHT nhân viên công ty trong lúc chở khách từ Quảng Ninh về Thái Bình. Khi đến khu vực chân cầu Bãi cháy thì bị một nhóm người trên chiếc xe chạy song song lao xuống giật cửa rồi hành hung. Ngoài việc tài xế bị hành hung đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thiên Hoàng Hải cho biết Thời gian gần đây, xe của đơn vị còn bị nhóm người chèn ép ném chất bẩn, nhiều lái xe vì sợ hãi nên đã xin nghỉ việc, không dám làm đơn tố cáo. Ngay lập tức, sau khi nhận được chỉ đạo tối ngày 3 tháng 8, công an thành phố Hạ Long phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập nhóm đối tượng có hành vi chặn xe hành hung lái xe khách tuyến Quảng Ninh Thái Bình lên cơ quan công an làm việc. Nhóm người liên quan được triệu tập đến trụ sở làm việc bao gồm 4 người được xác định danh tính như sau. Trần Văn Khe, sinh năm 1972, trú tại tổ 66, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đào Việt Long, sinh năm 1990, trú tại khu 5B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Và TTG, sinh năm 2007, cùng trú tại khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và cuối cùng là anh Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1999, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận là nhóm phụ xe mang biển kiểm soát 14B002XX. Nhóm này đã khai nhận hành vi chặn xe tấn công lái xe bùi hữu tới, mang biển kiểm soát 17B021XX tại chân cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, cũng như nhiều lần chặn xe của hãng xe Thiên Hoàng Hải, Thái Bình để đe dọa, đánh, nhằm răn mặt lái xe. Theo hãng xe Thiên Hoàng Hải, doanh nghiệp được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình chấp thuận khai thác vận tải khách tuyến cố định Tiền Hải Thái Bình đi thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, hành trình chạy xe bến xe Uông Bí, quốc lộ 18, quốc lộ 10, bến xe Tiền Hải và ngược lại. Các xe thực hiện trên tuyến mang biển kiểm soát 17B-020XX, 17B-020XX, 17B-020XX. Qua thời gian đưa xe vào hoạt động, xe Thiên Hoàng Hải bị một nhóm đối tượng côn đồ đón chặn đường, đe dọa nhân viên lái xe cấm không cho xe đi trước, không cho hoạt động trên tuyến đường từ Quảng Ninh về huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Cụ thể, lần đầu xe bị nhóm đối tượng tấn công vào 10 giờ 30 ngày 16 tháng 7, khi xe Thiên Hoàng Hải vừa xuất bến tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, đến ngã tư Thụy Điển, thành phố Uông Bí, bị nhóm đối tượng 6 người chặn đầu xe dọa nạt, chửi bới, lấy đá, chèn bánh xe để phương tiện không di chuyển được. Ngày 17 tháng 7, khi xe đi đến ngã ba Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, lái xe và phụ xe biển kiểm soát 14A002XX đã chặn xe Thiên Hoàng Hải chửi bới không cho xe đi. Đặc biệt, lái xe biển số 14A002XX lên ghế lái phụ, mặt sát, dọa đánh tài xế của công ty Thiên Hoàng Hải. Ngày 19 tháng 7, xe Thiên Hoàng Hải chạy tuyến Thái Bình – Uông Bí – Quảng Ninh. Trên đường di chuyển thì bị hai đối tượng chặn đầu xe, đập cửa, đòi lên xe tiếp cận, uy hiếp lái xe, sau đó ném túi chất bẩn chứa mắm tôm, trộn dầu linh. Nghiêm trọng hơn, khoảng 7 giờ ngày 19 tháng 7 khi xe Thiên Hoàng Hải biển kiểm soát 17B02123 vận chuyển khách từ Quảng Ninh về Thái Bình đến chân cầu bãi cháy thành phố Hạ Long bất ngờ bị xe khách biển kiểm soát 14A00291 lao đến đỗ song song, sau đó một nhóm người nhảy xuống, giật cửa xe biển kiểm soát 17B02123 và lao vào đánh đấm chửi bới lái xe bùi Hữu Tới của công ty Thiên Hoàng Hải. Đến sáng 20 tháng 7, xe Thiên Hoàng Hải biển kiểm soát 17B02225 đi đến địa bàn xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, có người vẫy xe dừng lại để gửi đồ. Tuy nhiên, khi xe vừa dừng thì một nhóm người đuổi theo ném chất bẩn lên xe. Toàn bộ những sự vụ trên đều được camera hành trình và lái xe của hãng Thiên Hoàng Hải ghi lại, cung cấp cho cơ quan chức năng, do đó hành vi này của các đối tượng có chạy đăng trời cũng không thể chối cãi. Đặc biệt, sau khi bắt tạm giam ba đối tượng trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Đinh Văn nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ ba người liên quan và cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó ông Đinh Văn nơi khi còn là Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã có những phát ngôn cực sốc liên quan đến việc truy bắt tội phạm ông từng nói tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý như nhau cá nhân tôi không ở địa phương này an giang không có người thân quen và không có sân trước sân sau hay lợi dụng kinh tế gì ở đây nên trong công tác xử lý tội phạm sẽ luôn triệt để và công tâm đồng thời ông cũng xác định khi xác lập chuyên án giám đốc ra lệnh bắt giữ thì chỉ có ở tù thôi chứ không xử lý hành chính đâu mà lựa mấy người nào có quen lớn có thế lực có bảo kê là tôi bắt trước tôi bứng tận gốc luôn để coi ông bà quen lớn cỡ nào Tới đây là còn nữa, càng quen lớn càng lộng hành thì càng bắt. Có như thế xã hội mới bình yên được. Như vậy trên thực tế, một số giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh đã ra tay chắc chắn sẽ lật tung xào huyệt của những nhóm đối tượng có hành vi manh động. Cạnh tranh không sòng phẳng sẽ bị nghiêm trị, dù là những đối tượng này là ai, là con ông trời cũng sẽ xử công minh. Như vậy đến thời điểm này, công an tỉnh Quảng Ninh cũng đang điều tra, củng cố và hoàn thiện hồ sơ mở rộng các vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo các bạn, với sự quyết liệt thanh trừng tội phạm, sẵn sàng nắn gần và dọn rác giang hồ thiếu tướng đinh văn nơi và công an tỉnh quảng ninh sẽ còn những động thái nào khác diệt tận gốc sao huyệt giang hồ hãy để lại quan điểm của mình bên dưới phần bình luận diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật